Đó mọi người, bọn em gắn bông súng đang dính lưới mọi người, rất là to luôn, lại dính tay lưới gắt huyền thoại nha mọi người. Đó, tay lưới gắt huyền thoại dính hoài luôn bọn em nha, rất là to luôn. Gỡ mọi người. Đây em rất là to luôn nha. Đó em hấp dẫn nha mọi người. Rồi hôm nay bỏ vào lồng mới nha. Thì đây mọi người, tay lưới dính một em rắn chung rất là to. Đây mọi người cùng xem này, bự kinh khủng luôn. Đây, đó, rất là to luôn nha mọi người. Giờ mình tháo nó nha. Em này có độc mọi người, nên cẩn thận. Rồi. Dính đâu nó mọi người. Đây. Này phải xé gách lưới. Nếu không thể nào mà tháo mấy ra được. Hy sinh tay lưới mọi người. Rồi. Đây nè, mọi người cùng xem nè. Cao lên nha. Đây. Nó to luôn mọi người ơi. Đó. Cho mọi người cùng xem cái đuôi của nó nè. Nó hả hả ra giống như là một cái đầu nữa mọi người. Đó. Rồi kinh chưa? Nói chung này là khủng nha mọi người. Cho máy vào lòng thôi.
con súng, mọi người thấy không? Nó mới nhả gắn con súng ra nè, hàng kia nó rất là to luôn. Đó. Nó nhả con gắn con súng ra nhẹ nhiều ở đó, chỗ này nè mọi người thấy không? Chỗ này nè. Đó. Nè, phóng to lên mọi người xem nè. Đó, nó gắn nhẹ nhiều nó mới nhả ra nè mọi người. Nó nuốt luôn một gắn con súng, con gắn con súng rất là to luôn. Hàng kia nó rất là to phải rồi. Rồi tiếp tục phân lưới nữa mọi người. Đang gỡ cá. Khi nào có dính gắn hay dính gì là anh quay cho mọi người xem nữa nha. Rồi hôm nay trúng mánh mọi người. Một em gắn chung rất là to nữa đây. Mọi người xem nè. Đó. Rất là to luôn nha. Mình xem cái đầu nó ở đâu nè. Đây cái đầu nó mắc lưới trong đó kìa mọi người. Đây nè. Đó. Đây nè. Đó. Nó ra tới đây nè. Thấy không? Đó. Rất là to luôn. Cái đuôi nó giống như là cái đầu luôn mọi người, ngóc ngóc lên. Đó. Thấy không? Em gắn chụp bắt nó mọi người. Hy sinh lưới nữa mọi người. Rồi. Đây, em gắn chung. Tiếp tục. Rất là to luôn. Mình xem nè. Đó, to ghê chưa? To luôn mọi người. Mình xem nè. Đó, hồng nó cắn nó luôn mọi người. Hồng nó cắn cái mình của nó luôn. Đó, rất là to luôn nè. Chưa? Mới vào lòng nha. Rồi, hai em gắn chung. Em gắn con súng với một em gắn con súng gắn chung cái ói ra nữa mọi người. Tiếp tục nha. Có dính gắn hay dính gì hay quay cho mọi người xem. Giờ mình gỡ cá tiếp. Đây mọi người, hôm nay là chuyến lên phẩm hôm nay nè. Và với hai em gắn chung. Rất là to nè. Bò le lưỡi nè. Giống con súng luôn nè. Giống con súng rất là to luôn. Nè. Xem nè. Nè to lắm. Đây. Đó. Rất là to luôn nha. Còn em gắn con súng kia là con gắn chung nó ăn nó ói ra mọi người. Đó, đó là những gì mình muốn chia sẻ cho mọi người xem ngày hôm nay nha. Mọi người xem thấy thú vị nhé, để lại một like cũng như comment, đừng quên chia sẻ ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong một clip sau nha.